Rồi, xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp các bạn trong cái buổi chuyên đề ngày hôm nay. Một cái chuyên đề mà rất là quen thuộc đối với môn toán. Đó là giải toán có lời văn. Và chúng ta ở phạm vi là giải toán có lời văn lớp 1, lớp 2. Ở đây, giải toán có lời văn luôn luôn là một cái loại bài tập thường gặp mà ở nhà trường các em học sinh được yêu cầu để giải. Hoạt động giải toán thì có rất nhiều cái ích lợi, trong đó đặc biệt là cái ích lợi về rèn luyện tư duy, ích lợi về việc là cho trẻ làm quen với việc ứng dụng những kiến thức đã học để giải quyết các cái vấn đề thực tiễn. Đây lại là một cái chủ đề mà khó khăn đối với rất nhiều trẻ em. Khó khăn đến thì có rất nhiều nguyên nhân, nhưng chung quy lại là chúng ta có thể chỉ ra đó là: một là trẻ không nắm vững được cái kiến thức toán học nền tảng cốt lõi thì mới không ứng dụng được, đúng không bạn? Đấy. Hai là trẻ không có được những cái kỹ năng trong việc là làm việc với các cái bài toán có tính chất thực tiễn. Nên chính vì thế nó là một cái, nó gây ra một cái sự khó khăn đối với trẻ. Thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một cái buổi học trong số 3 buổi để cho chúng ta có thể hiểu được cái bản chất của cái phương pháp làm việc với các cái bài toán có lời văn. Ở đây chúng ta sẽ học được cái lõi, cái lõi của cái phương pháp này. Và chính vì có cái lõi đó mà chúng ta có thể thấy được rằng là có rất nhiều bài toán, có nghìn bài toán có lời văn mà giáo viên tạo ra, các nhà sư phạm tạo ra, thì nó cũng chỉ có cùng chung một cái lõi về phương pháp giải thôi. Đó. Nên nắm bắt được cái lõi đó, chúng ta sẽ giải quyết rất dễ dàng và hiểu được bản chất của cái việc ứng dụng cái kiến thức toán học trong cái bài toán có lời văn. Thế thì ở đây chúng ta sẽ gặp được, học được những cái kiến thức mà sẽ không được gặp ở chỗ khác, kể cả trong các cái sách hướng dẫn giải của trẻ em mà các bạn có thể tìm hiểu ở bên ngoài mua cũng không có. Bởi vì kiến thức ở đây của chúng tôi sẽ có những cái kiến thức mới đưa vào, đó gồm có về phương pháp của toán tư duy và có cả phương pháp của khoa học sáng tạo, quyết sư phạm được đưa vào đây. Trong đó có phần là phân tích hệ thống, coi bài toán là một hệ thống, chúng ta phân tích nó thành các bộ phận và tìm mối liên hệ giữa các bộ phận với nhau để chúng ta làm. Nào. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên. Trước hết, thầy Lĩnh sẽ có một cái thử thách dành cho các bạn. Đó là thầy sẽ cho các bạn ba cái đề bài. Đơn giản thôi, ba cái đề bài toán có lời văn. Sau đó các bạn thử suy nghĩ để trả lời ba cái thử thách này. Thử thách thứ nhất là nhìn vào ba cái bài toán rồi bạn hãy chỉ ra nhiều nhất có thể những dấu hiệu giống nhau giữa các bài toán. Đấy, lưu ý, chỉ ra nhiều nhất có thể những dấu hiệu giống nhau. Thử thách thứ hai là hãy giải thích tại sao các bài toán này lại được nhóm vào loại là người ta thường cần phân loại gọi là bài toán đơn. Thử thách thứ ba là ta thử tìm ra cái hành động, phương pháp hành động chung. Chú ý đây là phương pháp hành động nhé. Để giải cái bài toán có lời văn dạng toán đơn này trong môn toán. Đấy, ba thử thách. Các bạn vui lòng, các bạn chưa ghi chép kịp thì chụp lấy cái ảnh để nắm bắt được ba thử thách. Để sau đó thầy sẽ chuyển sang. Được chưa? Đó. Chưa, em xin.
Dạ rồi. Ok, ba cái thử thách đấy nhé. Chúng ta thử suy nghĩ trong ít phút và có thể chia sẻ với cả lớp đây. Rồi, chúng ta có ba cái bài toán như sau này. Các bạn đọc qua. Nếu mà nhìn vào số thì các bạn thấy xuất hiện trong ba bài tập này có cả số tự nhiên và có cả số thập phân. Thế mà số thập phân là học ở lớp mấy? Lớp 5 trẻ mới học. Thế thì tại thấy ồ xếp cái bài toán thứ hai là vào lớp 5. Đúng không? Nhưng đấy là chúng ta chỉ dựa vào số thôi. Và nhìn rằng có vẻ là ba cái bài toán này khác nhau. Nhưng chúng có cùng một loại đấy. Chúng là cùng một loại. Thế thì chúng ta hãy trả lời cho thầy Lĩnh thử thực hiện ba cái thử thách nha. Dành một ít phút. Thử thách thứ nhất. Chỉ ra nhiều nhất có thể những dấu hiệu hay những điểm giống nhau ở ba bài toán này. Nhiều bạn hoang mang, nó giống nó khác nhau, giống mỗi là nó là bài toán, đúng không? Bài toán có lời, đúng không? Đúng là nó là giống nhau là bài toán có lời. Đấy, ok, đấy là một dấu hiệu giống nhau thứ nhất. Còn dấu hiệu giống nhau là không? Rồi, nói chung cả ba thử thách này cũng đều khó đúng không? Bao nhiêu bạn đồng ý là cả ba thử thách ban đầu của thầy cũng là khó đối với các bạn thì vui lòng đánh vào chat. Và xin thưa các bạn, nếu mà khó đối với các bạn thì áp sẽ khó đối với học sinh. Bởi vì cái nội dung học và cách học của trẻ em ngày nay nó không khác gì chúng ta ngày xưa đâu. Không có gì nó đột phá cả. Thế nên bản thân ta có là thành quả như thế nào thì trẻ em hiện nay đang có thành quả thế. Nhé. Nhưng sau cái buổi học hôm nay thì các bạn sẽ học được nhiều cái điều mới. Nhìn nó ba cái bài toán này nó chỉ khác nhau về vật liệu thôi, nhưng nó cùng giống nhau về phương pháp giải. Giống như chúng ta có hàng nghìn, hàng vạn cái phương trình bậc 2 cụ thể, nhưng nó chỉ là một dạng bài phương trình bậc 2. Và vì nó là một dạng phương trình bậc 2 nên nó có cùng một dạng lời giải. Các bạn ạ. Thế thì tương tự như thế, có hàng nghìn cái bài toán có lời văn, nhưng trong đó có cùng một dạng đề bài và cùng dạng mô hình lời giải. Vậy thì quan trọng nhất là vậy thì chúng ta rút ra được cái mô hình lời giải đó bằng cách nào? Và cần thực hiện những hành động gì để chúng ta có thể thực hiện được, giải quyết được cái bài tập này?
Đấy là cái chúng ta sẽ học. Rồi, thì bây giờ chúng ta thì sẽ đến với lấy cái vật liệu là cái bài toán đầu tiên để làm mẫu dẫn dắt các bạn qua những cái bước khám phá ra những cái hành động để chung để giải được cái bài toán này. Mà từ đó chúng ta sẽ giải được tất cả các bài toán còn lại. Nhé. Ở đây chúng ta chú ý là cái hành động. Hành động đầu óc. Đúng không? Rồi. Chúng ta đọc kỹ cái đề bài. Trên cành cây có 15 con chim. Sau đó có 7 con bay đi. Hỏi trên cành còn lại mấy con chim. Quan trọng đây không phải là lời giải, mà quan trọng đây là các cái bước hành động. Nhá, nên đừng nhanh hổ đoạn. Đấy. Thế thì chúng ta đến với cái hành động thứ nhất. Các bạn cần phải ghi lại. Chúng ta sẽ cùng nhau khi giải bài toán thì bao giờ cũng phải phân tích để hiểu đề bài đã. Vậy trong hành động phân tích để hiểu đề bài đấy thì cần phải làm những cái việc gì, những cái thao tác gì đây? Rồi. Cái thao tác thứ nhất này. Và đây cũng là lời nhắc nhở. Chúng ta coi lời phát biểu bài toán. Lời phát biểu bài toán là một hệ thống. Vậy, hãy phân tích hệ thống này thành các bộ phận. Mỗi bộ phận ta gọi là hệ thống con. Chỗ này thì ai được học về tư duy sáng tạo TREAT thì sẽ dễ dàng hiểu. Đúng không? Còn nhiều bạn nó bắt đầu thấy khó khăn nếu như chưa tiếp cận. Cả một cái lời phát biểu được coi là một hệ thống. Bây giờ chúng ta phân chia nó thành các hệ thống con. Những em học sinh đang học về tư duy sáng tạo em ấy được làm quen với cái này ngon nghẻ rồi đấy. Rồi, thế thì như vậy, chúng ta hãy vẽ cái sơ đồ như sau này, để cho dễ nhớ này. Lời phát biểu bài toán, đây là một đoạn văn rất là ngắn. Đúng không? Nó thể hiện ra văn bản là chữ này. Đấy. Hay gọi đây là đoạn văn lời bài toán. Ok. Chúng ta chia cái đoạn văn này thì thành các câu. Đúng không các bạn? Đấy. Nghe lại ôn tí tiếng Việt nhá, trẻ em nào học tiếng Việt. Hết câu thì sau câu là dấu chấm đúng không? Đấy. Các em hãy chia cái lời đoạn văn này thành các câu. Được chưa? Chia được chưa? Vẽ cái sơ đồ vào nhá, đến đâu viết đến đấy nhá, để chúng ta có cái tư liệu mà dùng đấy, đừng để trong đầu không được đâu. Vậy chúng ta có cái câu gì? Trên cành cây có 15 con chim đang đậu, đây câu thứ nhất được chưa? Ok. Tiếp, sau đó có 7 con bay đi. Đây câu thứ hai được chưa? Đấy. Tiếp, hỏi trên cành cây còn lại mấy con chim? Được chưa? Đây là câu thứ ba nha. À. Rồi. Đấy là hành động thứ nhất. Phân tích hệ thống thành hệ thống con. Các em học sinh học tư duy sáng tạo thì coi đây là chính là phần thang máy hệ thống đấy. Nha. Và sau này cũng thế, tất cả các bạn hãy coi tất cả mọi đối tượng mà chúng ta đang quan tâm là hệ thống. Bài toán là một hệ thống, nhớ nha. Đấy. Và việc cần phải trang bị cho mình cái nhìn về hệ thống đối với tất cả mọi thứ xung quanh. Tiếp, chúng ta sang cái thao tác thứ hai trong phần hành động 1 này. Hãy phân tích mỗi câu để chỉ ra
chỗ này mới này. Những tập hợp nào được đề cập tới trong câu? Nhá. Có thể một tập hợp, có thể có nhiều tập hợp đang được đề cập. Thế gọi loại chung là những tập hợp nào đang được đề cập. Gọi tên tập hợp đó ra. Đặt tên cho nó. Và cần dùng hình vẽ, sơ đồ để biểu diễn cái những tập hợp được đề cập tới. Chỗ này những cô nào đang tham dự cái khóa học online thứ năm hàng tuần có phần kiến thức về lập tập hợp thì các bạn sẽ rõ kiến thức về tập hợp. Còn trẻ em không được học về tập hợp là rất mù mờ này, không biết cái gì đâu, không biết là thế nào là tập hợp cả trong bài toán có lời văn. Đấy. Đấy là một thiệt thòi, một sự lạc hậu của phương pháp nhà trường này. Thế nhìn cái sơ đồ như thế này, mỗi một câu các bạn hãy chỉ ra các tập hợp được đề cập, những tập hợp nào, vẽ hình. Rồi ghi cái hướng dẫn của thầy vào, xong là sau đó là thực hiện xuống phía dưới này. Gọi tên được tập hợp ra và biểu diễn nó bằng hình vẽ. Rồi chúng ta cùng nhau làm nào. Làm đi. Câu thứ nhất có đề cập tới tập hợp nào? Nhớ là tập hợp chứ không phải là số phần tử của tập hợp nha. Tập hợp. Ai đã học lập tập hợp rồi thì các bạn sẽ hiểu. Và thầy xin lưu ý với các bạn, toàn bộ ở bậc tiểu học, học sinh làm việc với tập hợp mà thôi. Nó có hai loại tập hợp. Tập hợp thứ nhất là tập hợp các vật rời. Và tập hợp thứ hai, loại tập hợp thứ hai là tập hợp liên tục. Đó chính là các đại lượng. Trẻ học đại lượng về độ dài, về khối lượng, thể tích, diện tích, thời gian, góc. Đó là các đại lượng. Các đại lượng là tập hợp liên tục. Vậy là bản chất của bậc tiểu học là trẻ em đang làm việc với các tập hợp. Nhá, đấy, các bạn lưu ý như vậy. Vậy nên cái tên gọi là, nó có thể là hành động chung, đó là chỉ ra các tập hợp đang được đề cập tới là tập hợp gì. Hay không? Có ai đã, chẳng có cô giáo nào đang trên trường đang hướng dẫn như này đâu các bạn nha. Rất bản chất đấy. Nào, chỉ ra chưa? Chỉ ra phải kết hợp với phép vẽ. Càng dùng hình vẽ thì càng dễ hiểu. Rồi, bây giờ chúng ta phân tích nào. Câu thứ nhất. Là gì? Chúng ta có đề cập, chúng ta có tập hợp gì? Tập hợp 15 con chim. Tập hợp gì? Tập hợp các con chim đậu trên cây lúc đầu. Nhá. Đấy, các bạn gọi tên chính xác rồi. Vậy nếu như trước đây chúng ta học về lập tập hợp, chúng ta đã dùng cái hình đường cong kín bao quanh, thì bây giờ chúng ta sẽ dùng cái đường cong kín bao quanh này. Nhá, dùng cái sơ đồ đấy để biểu diễn tập hợp. Ghi đây, ghi ra. Gọi cái tập hợp này là tập hợp A. A là gì? Là tập hợp các con
chim đậu trên cây lúc đầu. Đấy, rõ ràng như vậy nhé. Vậy tập hợp này là tập hợp rời, tập hợp các đối tượng rời, nhớ các em nhé. Lưu ý như thế. Tiếp, câu thứ hai này. Sau đó có 7 con bay đi. Vậy chúng ta có tập hợp 7 con chim, tập hợp chim bay đi. Đúng không? Ta hãy biểu diễn tập hợp này. Biểu diễn tập hợp này cũng bằng sơ đồ đường cong kín. Đúng không? Thế nha. Những bạn nào ở đang học ở đây mà đang mà chưa cái thầy đang hướng dẫn ấy nói đến tập hợp xong đường cong kín ấy, là các bạn mà chưa dự cái phần mà lập tập hợp chủ đề chuyên đề tập hợp ấy ở trong tối thứ năm hàng tuần ấy thì nên xem lại video nhá, xin của MyTeamS để xem nhá. Không là thiệt thòi đấy, là không hiểu gì đâu. Chỗ này rất quan trọng đấy nhá. Giải quyết được bao nhiêu việc, bao nhiêu bài toán đấy nhá. Rồi thì chúng ta có tập hợp B, ta gọi là tập hợp B đi. B là tập hợp các chim bay đi. Thế tập hợp này, tập hợp này có phải là một bộ phận của tập hợp chim ban đầu không? Có phải không? Có đúng không các bạn? Thế thì người ta phải vẽ đó là gì? Cái đường cong kín nó nằm ở phía bên trong của cái tập hợp A ban đầu. Đấy, ta gọi là tập hợp B. Tiếp. Hết chưa? Hết cái câu đấy, hết tập hợp chưa? Câu thứ hai hết tập hợp chưa? Như rồi đúng không? Sang câu thứ ba này. Hỏi trên cành cây còn lại bao nhiêu con chim? Vậy tập hợp số chim còn lại là một tập hợp. Ta gọi đấy là tập hợp C, đúng không? Và tập hợp C này, để ý nó chính là bộ phận còn lại của tập hợp ban đầu. Có đúng không? Nó là một bộ phận của tập hợp ban đầu. Vậy ta sẽ biểu diễn nó là một đường cong kín ở phía bên trong của tập hợp ban đầu. Ta đặt tên nó là tập hợp C. Đó, hiện nay chúng ta cứ giải quyết các bài toán ngay từ những bài toán đơn giản là phải kết hợp với dùng hình vẽ, dùng sơ đồ, dùng ký hiệu nha. Phải cho trẻ tập thói quen ngay từ khi còn nhỏ như vậy. Chứ hiện nay thầy thấy trên trường là các cô lười cho trẻ vẽ hình, mà vẽ ngay từ bài toán đơn giản mà đã lười vẽ hình rồi thì không thể tư duy tốt được bài toán phức tạp. Các bạn ạ. Càng phức tạp thì người ta lại càng phải dùng hình vẽ. Dùng hình vẽ để hiểu. Chỗ này có khó hiểu gì không? Có khó hiểu gì các bạn không? Đấy. Ai mà đang khó khăn với cái ngôn ngữ tập hợp, xin vui lòng hãy nhắc lại, xem lại phần video về phần chuyên đề tập hợp mà chúng tôi đang dạy cho trẻ mầm non ấy. Không phải dạy cho các bạn to đầu như các bạn. Ok, được chưa? Rồi. Thế, đấy. Phân tích coi đoạn văn
đề bài là một hệ thống, bổ nhỏ nó ra, hệ thống con là các câu. Trong các câu đấy, nó đang đề cập tới những tập hợp đấy. Vậy chỉ ra những tập hợp, đặt tên cho các tập hợp đó và vẽ hình biểu diễn các tập hợp đó. Và chúng ta đang dùng cái sơ đồ đường cong kín này, ta gọi là sơ đồ Venn nhé các bạn nhé. Rồi, xong chưa? Tiếp, ta đến với thao tác thứ ba trong cái hành động phân tích này. Rồi, có tập hợp rồi thì lại xem là mối quan hệ giữa các tập hợp này là gì nhá. Chú ý từ mối quan hệ giữa các tập hợp. Chỉ ra mối quan hệ giữa các tập hợp và giải thích. Chỗ này thì bắt đầu có nhiều bạn tịt rồi, khó khăn rồi. Bởi vì chúng ta không học tập hợp. Trẻ em trên nhà trường cũng, các thầy cô giáo cũng không đang dạy về tập hợp. Càng không dạy về mối quan hệ giữa các tập hợp. Nên không hiểu bản chất. Đây là một thiếu sót cực kỳ lớn. Toán học, xin thưa các bạn, nó là học về các mối quan hệ mà thôi. Thế bây giờ chúng ta đang có ba cái tập hợp ABC chúng ta đã đặt tên rồi. Bây giờ phải chỉ ra mối quan hệ giữa các tập hợp này. Nhá. Vậy có hai khả năng ở đây. Nếu mà bạn đã biết, tức là đã có kiến thức về mối quan hệ giữa các tập hợp, thì bạn hãy dùng nó, dùng cái kiến thức này để trả lời cái yêu cầu. Còn nếu mà bạn chưa biết về kiến thức này, thì chắc chắn bạn phải học. Học tức là bạn phải làm ra được cái kiến thức về mối quan hệ giữa các tập hợp đã. Chú ý thầy gạch chân tới kiến thức mối quan hệ giữa các tập hợp. Bao nhiêu trong số các bạn ở đây đã có trong đầu kiến thức về mối quan hệ giữa các tập hợp, thì các bạn vui lòng đánh số 1 vào ô trắng. Còn ai chưa có thì không phải đánh. Chưa có kiến thức. Rồi, có hai bạn đã có kiến thức. Ok. Chưa có thì học thôi. Nhé. Không có cái gì cả. Đấy, thầy sẽ giúp các bạn bổ sung, bởi vì kiến thức đấy nó đơn giản. Nhưng nó lại cực kỳ cần thiết. Rồi. Thế thứ nhất. Xin thưa các bạn. Ở bậc tiểu học thì trẻ em sẽ chỉ quay quanh các mối quan hệ giữa các tập hợp nào, thì có ba cái mối quan hệ giữa các tập hợp sau đây là sẽ được dùng. Nó chỉ cần thế thôi. Nhưng trước hết chúng ta hãy hiểu mối quan hệ giữa các tập hợp. Ta còn gọi tên gọi khác là phép toán trên tập hợp. Nhé, phép toán trên tập hợp. Ở trong cái chương trình buổi tối thứ năm đang hướng dẫn các bạn dạy cho trẻ mầm non thì chúng tôi chưa hướng dẫn phần này, không hướng dẫn phần phép toán trên tập hợp, mà chỉ hướng dẫn phép toán trên các số thôi. Nhưng bản chất sẽ giống như nhau rồi. Rồi, thế nhưng mà ai đã từng học phép toán rồi, tham gia cái buổi, những cái buổi đào tạo buổi tối thứ năm, thì bắt đầu chúng ta có một cái cấu trúc rất rõ ràng trong tư duy. Phép toán, nói đến phép toán, nói tới mối quan hệ, thì phải chỉ rõ
ba cái thành phần của phép toán, đúng không? Thứ nhất, thành phần thứ nhất là vật liệu để làm. Thành phần thứ hai là cái quy tắc làm, hay còn gọi là cách làm, hay còn gọi là cách biến đổi. Đấy. Thành phần thứ ba là kết quả, hay còn gọi là sản phẩm. Thế thì chúng ta đang nói tới mối quan hệ giữa các tập hợp hay phép toán trên tập hợp, thì vật liệu để làm ở đây đó là hai tập hợp A và B nào đó. Nhá, đúng không? Quy tắc làm ở đây có mấy quy tắc như sau. Trong đó chúng ta xét cái quy tắc đầu tiên, gọi là phép lấy hợp. Phép lấy hợp. Thì sản phẩm là hai tập hợp kia sẽ biến thành một tập hợp. Tập hợp đó gọi là tập hợp hợp của A và B. Và nếu như chúng ta dùng ký hiệu thì dùng chữ U ngược đấy, để ký hiệu cho là lấy hợp. Rồi mô tả cái tập hợp đó, mô tả cái phép toán lấy hợp này trên cái sơ đồ, thì chúng ta sẽ sơ biểu diễn như thế này để các bạn dễ hiểu. Ta có tập hợp A này. Đấy, tập hợp các con vật, con chó, con gà, con mèo này, đúng không? Tập hợp B là có con lợn, con vịt này. Ngộ nghĩnh không? Tiếp, nếu ta lấy hợp của hai tập hợp này thì chúng ta được tập hợp H, chính là tập hợp hợp giữa A và B. Mọi phần tử của tập hợp A và B là phần tử của tập hợp hợp. Vẽ hình vào. Đó. Vậy là ở đây chúng ta có phép toán hợp. Phép toán hợp đã biến hai tập hợp ban đầu thành một tập hợp thứ ba. Đấy, cái này có hiểu khó hiểu không? Không khó hiểu đúng không? Đấy, đơn giản như thế này. Khi các bạn đóng vai là học sinh, hoặc sau này chúng ta dạy là học sinh, thì chúng thầy sẽ hướng dẫn các bạn đi từng việc làm một để ra được cái kiến thức này nhé. Còn đây chưa phải là lúc nhé. Chúng ta hiểu như thế là hiểu được rồi. Đấy, phép toán đầu tiên giữa các tập hợp đó là phép toán hợp. Rồi thế quay trở lại cái bài toán của chúng ta. Các em vừa vẽ ra còn nhìn vào cái vở của mình. Có phải mối quan hệ giữa ba tập hợp nào? Nhìn vào cái tờ giấy của mình vừa mới chép ở trong đề bài ấy. Nào, tập hợp A có phải là hợp của B và C không? Đúng không? Tập hợp chim đậu trên cây lúc đầu chính là tập hợp hợp của số chim còn lại và số chim bay đi, có đúng không? Đấy, mối quan hệ giữa ba cái tập hợp này là mối quan hệ liên quan đến phép toán hợp đấy. Ok, được chưa? Rồi, sau này các bạn sẽ cần phải xét tiếp hai cái mối quan hệ sau nữa. Hai phép toán trên tập hợp. Phép toán thứ nhất là phép lấy dao. Phép lấy dao. Em chỉ vẽ cái sơ đồ đấy ra thôi đã. Sơ đồ về cấu trúc ba phần. Chưa cần đi sâu. Phép lấy dao. Vật liệu chúng ta có hai tập hợp A và B. Chúng ta lấy dao, dao của chúng, thì chúng ta đã được tập hợp dao. Phép toán nữa là phép
lấy hiệu, phép lấy hiệu. Và những bài toán có lời văn chứa cái phép lấy dao và phép lấy hiệu này ấy, là khó, khó đối với học sinh. Với học sinh trên lớp có mà ngồi và vắt óc, cô dạy sùi bọt mép lên, khó hiểu. Những học sinh học được học bài bản thì đơn giản. Các cháu nó còn ra được đề, đố mình. Rồi, như vậy để trả lời cho cái câu hỏi phần thao tác thứ ba đấy, tìm mối quan hệ giữa các tập hợp. Sau khi đã phân tích các tập hợp rồi thì các bạn sẽ quay quanh ba cái tập hợp như thế này, à ba cái loại mối quan hệ, tức là ba phép toán trên tập hợp như thế này nhá. Nay chúng ta chỉ cần dùng đến cái đầu tiên. Đấy. Ok, thế phân tích xong tập hợp rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục này. Nào, xét tập hợp thì số phần tử của tập hợp ta gọi là gì? Còn nhớ không? Số phần tử của tập hợp ta gọi là gì? Ta gọi là số. Số, số tự nhiên ấy, đúng không? Nhưng trong đầu của trẻ nó đang không có thế, nó chỉ số là chữ số, số là số lượng gì gì thôi, không có tư duy rõ ràng là số phần tử của tập hợp là số đâu. Bây giờ chúng ta đã có tập hợp rồi thì số phần tử của các tập hợp là số, được chưa? Và số thì được ghi bằng chữ số nhá, nhớ, được ghi bằng chữ số, được ghi bằng chữ, được ghi bằng ký hiệu. Ok, đấy, những ai học bài bản thì các bạn sẽ có tư duy rõ ràng. Rồi, thế thì cái thao tác thứ tư này, nếu một cách khái quát đó là chỉ ra số phần tử của mỗi tập hợp. Đấy là đối với tập hợp rời. Còn đối với tập hợp liên tục, tức là các đại lượng ấy, sau này chúng ta gặp các đại lượng là độ dài, là khối lượng, thì số đo, số đo của chúng chính là số. Nói đến cái tập hợp liên tục, ta phải nói đến số đo. Một cái giường có chiều dài 2 mét. Vậy 2 mét đấy là số đo đấy. Số đo là 2 với đơn vị là mét đấy. Đơn vị đo là mét đấy. Đấy. Đại lượng độ dài là tập hợp liên tục. À, lưu ý như vậy. Vậy thì ghi khái quát đây là chỉ ra số phần tử của mỗi tập hợp, đó là đối với tập hợp rời, hoặc số đo đối với tập hợp liên tục chính là các đại lượng. Rồi, tập hợp nào thì cũng có số cả. Thế thì tiếp theo, trong các số thì số nào đã biết, số nào chưa biết, và hãy biểu diễn, dùng hình vẽ ký hiệu mà biểu diễn. Tóm tắt, em cho trẻ tóm tắt vào cái cột, vào cái bảng gồm có 2 cột: số đã biết, số chưa biết. Đầu tiên phải cho cái đã biết và cái chưa biết đã. Trong cái chưa biết thì có cái cần tìm. Nhớ nhé. Tư duy là như vậy. Và thầy có lưu ý ở đây cho các bạn. Về mặt toán học, số phần tử của tập hợp rời ta gọi là số tự nhiên. À, các bạn học về phép đo. Phép đo sẽ biến cái tập hợp liên tục các đại lượng ấy, thành tập hợp rời. Chính là các số đo. Và số đo có thể ghi bằng số tự nhiên, số thập phân và phân số. Đấy.
chỗ này được chưa? Thế thầy lưu ý các bạn, nếu như ghi ký hiệu là phải ghi ký hiệu về số nó khác đi nhá. Khác đi như này này. Lúc trước chúng ta ký hiệu tập hợp là tập hợp gì đây nhỉ? Tập hợp A có phải không? Tập hợp A. Đúng không bạn? Nhớ là A lớn này. Sao nó lại hiện cái xé ở đây? A lớn là cái tên, tên cho tập hợp số chim đậu ban đầu ấy nhé. Nhưng nếu như chúng ta dùng ký hiệu về số lượng, số lượng thì chúng ta ký hiệu cái gì bằng chữ số nhé. Giả sử đây thầy viết một số chim ra đây để cho các bạn dễ nhìn này, dễ hình dung nhá, hiểu không? Đây là số phần tử của tập hợp. Thế nếu như chúng ta gọi số phần tử của tập hợp, chúng ta ghi cái số phần tử đấy bằng chữ số. Đúng không? Chữ số đó là chữ số 15 nè. Đúng không? Đấy. Nó khác với cái ký hiệu A đấy nhá. A là ký hiệu là tên cho tập hợp. Còn số phần tử của tập hợp là cái khác. Hiểu không? Hiểu chưa? Đừng nhầm. Đấy. Thế nếu như chúng ta không ghi chữ số cụ thể, chúng ta ký hiệu là ký hiệu là A nhỏ. Đúng không? Chúng ta ký hiệu là x được. Đúng không? Hiểu chưa? Đấy. Nhưng mà nó là số. Nó là số đã. Số phần tử của tập hợp. Vậy ngôn ngữ của chúng ta ban đầu phải rất là rõ ràng với cho với trẻ em như thế. Không là nó cứ nhầm đấy. Đấy. Số phần tử của tập hợp. Rồi, chỉ ra cái đã số đã biết và số cần tìm. Nào các bạn ghi nhanh vào cái tờ giấy của mình ở phía dưới đấy. Nào, số phần tử của tập hợp A biết chưa? Biết chưa? Biết rồi. Đúng không? Số chim đậu ban đầu biết rồi đấy. Số phần tử của tập hợp B biết chưa? Biết rồi đúng không? Số phần tử của tập hợp C biết chưa? Chưa biết đúng không? Đấy, đã biết và chưa biết đã. Rồi, tiếp theo, trong số chưa biết, cái nào là cái cần tìm? Chính là số phần tử của tập hợp C, có đúng không? Đấy. Đây là bài toán này là có một số chưa biết và nó đồng thời là cái cần tìm thôi. Nhưng có những bài toán phức tạp thì nó có nhiều thứ chưa biết. Trong cái giai đoạn phân tích này nó có nhiều thứ chưa biết. Trong đó có cái cần tìm. Các hiểu chưa? Đấy. Tiếp sang cái hành động thứ nhất đấy. Rồi ok, như vậy nó gồm có phân tích đề bài, nó phải chi tiết như thế đấy. Thế có cái gì hay không? Có cái gì mới đối với các bạn không? Nào, ngẫm lại một chút có cái gì mới không? Nhiều cái mới cũng không sao cả. Có cái mới không? Rồi, đấy. Có. Hiểu đề như thế. Để hiểu đề như thế. Phải phân tích rõ ràng, phải dùng hình vẽ, dùng ký hiệu. Rồi, sau đó, vừa rồi chúng ta phân tích đề bài để xây dựng được cái mô hình bài toán. Bây giờ chúng ta sang hành động 2 là xây dựng cái mô hình lời giải chung. Đấy, lời giải trừu tượng đã, chưa phải là lời giải cụ thể. Đây chính mới là hồn cốt của cái lõi phương pháp lời giải của nhiều bài toán. Nhưng phải rút ra được nó như thế nào đây. Đấy.
Rồi, thì chúng ta làm như này. Cái thao tác thứ nhất trong cái hành động 2 này. Cần phải chỉ ra mối quan hệ giữa cái đã biết và cái cần tìm. Đấy là khái quát. Cụ thể ở đây, chúng ta đang đề cập tới các số. Thì chỉ ra mối quan hệ giữa các số. À mà xin thưa các bạn, mối quan hệ giữa các số, nếu như các bạn học trong cái khóa đào tạo tối thứ năm thì nói tới mối quan hệ giữa các số chính là gì? Nói đến gì? Phép toán trên số đấy. Đúng không? Vừa rồi ta nói là mối quan hệ giữa các tập hợp chính là phép toán trên tập hợp. Bây giờ ta nói đến mối quan hệ giữa các số chính là phép toán trên số. Vậy học sinh tiểu học chỉ có học thế này thôi. Một là các phép toán trên số tự nhiên. Hai là các phép toán trên phân số. Ba, các phép toán trên số thập phân. Vậy hiểu, trẻ hiểu bản chất của các phép toán đấy thì là ngon rồi. Nhưng mà mỗi tội thì chẳng dạy cho nó hiểu bản chất của phép toán gì cả. Khổ thế. Rồi, thế thì chúng ta thấy mối quan hệ giữa các số này biểu diễn được trên sơ đồ như thế này. Ta có số thứ nhất, số của tập hợp thứ nhất, ta ký hiệu là A. Số phần tử của tập hợp thứ hai, ta ký hiệu là B. Số phần tử của tập hợp thứ ba, ta ký hiệu là C. Đây thầy nói chung nhé, nói khái quát đấy. Chưa vào cái bài toán kia đâu. Nhìn vào sơ đồ này, ta thấy mối quan hệ là gì nào? Hai số A và B đem gộp lại hoặc thêm vào chính là phép toán gì đấy? Cộng, đúng không? Thì được số thứ ba là C. Đi hiểu chưa? Đúng không? Đấy. Nếu ta có C mà bớt đi A thì ta được B. Hoặc C bớt đi B thì được A. Đúng không? Đấy là mối quan hệ giữa các số đấy. Chính là các phép toán cộng và phép toán trừ mà ta đã giúp trẻ học làm ra đấy. Đến đây ai không tường minh cái chỗ này thì lại xin vui lòng là đi xin cái video của tối thứ năm mà xem lại nhá. Ta rất là rõ ràng điều đấy. Đúng chưa? Đấy. Vậy là mối quan hệ giữa ba số chúng ta rơi vào cái trường hợp là các tập hợp có mối quan hệ hợp thì các số sẽ có mối quan hệ là phép toán cộng, phép toán trừ như này đấy. Nha. Rồi. Thế có mối quan hệ rồi. Mối quan hệ giữa cái đã biết và cái cần tìm chỉ ra được rồi. Thì sẽ chỉ ra được cách tìm cái cần tìm. Hay tìm số cần tìm cụ thể ở đây. Đúng không? Nào, cái bảng tóm tắt của thầy như này nhá. Các bạn dùng cái bảng này để các bạn đẻ ra rất nhiều cái bài toán đấy nhá. Chúng ta có hai số. Vật liệu để làm toán đấy.
đúng không? Chúng ta có quy tắc làm, hay còn gọi là phép toán, hay còn gọi là mối quan hệ giữa hai số. Và chúng ta được sản phẩm, tức còn là kết quả. Nhá. Được chưa? Hai số ta gọi là A và B. Phép toán, ký hiệu là chữ T. T là toán, toán, toán. Nhá. Phép toán. Số thứ ba là C. Thế thì bài toán đơn nó rơi vào các trường hợp như sau. Tất cả đã biết, chỉ có mỗi thằng không biết. Đấy là bài toán đơn. Đúng không? Có bốn thành phần như này. Ta biết được ba thì một thành phần chưa biết. Vậy là nhìn vào cái mô hình này thì ta có thể nói rằng nếu biết hai trong số ba số và biết được mối quan hệ giữa chúng, tức là phép toán chi phối, thì bao giờ cũng tìm được số còn lại. Có đúng không các bạn? Trong đầu của đứa trẻ nó phải tư duy từ thế cơ. Trẻ nó không tư duy thế các bạn. Nó không tư duy khái quát như vậy. Vậy bởi vì chúng ta không dạy. Về nguyên tắc là cứ biết hai trong số ba số và biết mối quan hệ giữa ba số này thì sẽ phải làm gì? Thì sẽ tìm được số thứ ba thôi. Không có cái gì cả. Có đúng không? Đấy. Lưu ý như vậy. Đây là khái quát. Và chỉ có mỗi cái khái quát như thế, ta gọi là cái quy luật như này, cái quy tắc như này, này. Thì người ta đã bịa ra hàng nghìn bài toán khác nhau. Những bài toán chỉ quay quanh là cho biết hai số và tìm số thứ ba thôi. Thì đương nhiên là cho thêm cả trẻ ẩn ở đấy là mối quan hệ giữa chúng. Có đúng không? Vậy đây chính là cái mô hình tìm cái cần tìm chung đang chi phối trong cái bài toán này. Đấy, được chưa? Vậy, sau khi đã tìm ra mô hình lời giải chung rồi, thì sang hành động 3 là tìm lời giải cụ thể, tức là sử dụng cái nguồn thông tin, nguồn tài nguyên cụ thể đề cập tới trong bài toán này để mà giải thôi. Và trẻ sẽ sử dụng cái mô hình lời giải chung kia làm cái lý thuyết để giải. Lưu ý cái ngôn ngữ của thầy này. Để tìm lời giải thì chúng ta phải tìm cái nguồn tài nguyên, chính là thông tin đã phân tích từ lúc trước, chính là chính cái mô hình lời giải chung vừa rồi được sử dụng để làm nguồn lực để giải. Thế thì trong ngôn ngữ của môn toán chúng ta hay nói là bây giờ thì phải đặt tính và tính ấy, nhá. Còn ngôn ngữ về giải toán nói chung là tìm nguồn lực, tìm ra được phương hướng giải chung rồi thì bây giờ áp dụng cụ thể thôi. Rồi, đấy. Thì chúng ta sẽ thấy đây. Rồi, thay số cụ thể vào thì chính là nguồn lực. Nhá. Số chim ban đầu 15. Ok. Số chim bay đi là 7. Số chim còn lại ta gọi là A nhỏ. Đang cần phải tìm mối quan hệ giữa chúng là gì? Áp dụng cái hành động số 2 đấy. Nào. Cái
thành phần thứ 3, số chim còn lại, nhớ, bằng cái toàn thể trừ đi bộ phận kia, có đúng không? Nhìn vào sơ đồ dễ dàng thấy một bộ phận bằng cái toàn thể trừ đi bộ phận còn lại. Vậy lúc này chúng ta sẽ có phép tính số chim còn lại chính bằng 15 trừ 7. Đấy là đặt tính. Tính 15 trừ 7 ra thì đấy chúng ta gọi là tính bằng 8. Đó, vậy đấy chính là hành động giải cụ thể. Sử dụng lời giải chung đã được rút ra ở hành động 2 và thông tin đã được phân tích ở hành động 1. Đúng không ạ? Rồi, sau đó làm xong rồi thì bao giờ đánh giá lời cái lời giải đi. Đúng nha. Và có một cái điều nên phải làm đó là hình thành cái bài toán mới. Hình thành cái bài toán mới. Không có gì học tốt hơn là hình thành bài toán mới. Khi đã rút ra được cái mô hình lời giải chung thì nên hình thành cái bài toán mới. Nào các bạn và người lớn, các bạn có thể tự sửa đề bài thành bài toán mới như nào nào? Sửa đi một chút đã. Nhìn vào cái sơ đồ, chúng ta có thể ra đề. Ai Trung Phong nào? Em ạ. Em thế này ạ. Bạn Lan có 15 cái kẹo ạ. Cho bạn Hiền đi 7 cái, hỏi bạn Lan còn bao nhiêu cái kẹo ạ? Ok. Đấy, chúng ta chỉ sửa cái số đi. Ta gọi thay vật liệu. Đúng không? Bản chất vẫn là gì? Biết hai trong số ba số và biết mối quan hệ giữa ba số thì sẽ tìm được số còn lại. Thế thì ở đây chúng ta có thể rơi vào mấy trường hợp này. Lấy biết toàn thể, biết bộ phận 1, tìm bộ phận 2. Biết toàn thể, biết bộ phận 2, tìm bộ phận 1. Biết bộ phận 1, biết bộ phận 2, tìm toàn thể. Đúng không? Mấy trường hợp như vậy cơ mà. Rồi các bạn tự nghĩ ra tiếp nhé. Có 15 con chim đang đậu trên cành cây. Nếu như có 5 con đậu lại, hỏi số còn lại có bao nhiêu con bay đi. Đúng không? Rồi, như vậy chúng ta cùng nhau phản ánh lại một chút trong cái quá trình vừa rồi. Bạn học được cái gì mới khi tiến hành phân tích bài toán như vừa rồi? Các bạn học được cái gì mới? Đấy, tự ngẫm lại xem học được gì mới không? Tự ghi ra. Đặc biệt là những bạn nào mà đang
đã và đang dạy trẻ rồi, những ba mẹ mà đang dạy con, những cô giáo mà đang dạy học sinh, thì chắc chắn là các bạn có cái phần đối chiếu. Thì thầy tin là các bạn sẽ có lần cái mới rồi. Ok. Vậy chúng ta hãy nhớ cho thầy một số cái điều sau trong cái phân tích vừa rồi. Mỗi một bài toán nó đều có đủ đấy, đều có đủ nhá. Tập hợp và các số đấy. Dù khi chúng ta đề cập tới cái phân tích bài toán thì nó chưa biết rõ tên của tập hợp và tên của các số đấy thôi. Nhưng điều đầu tiên phải lưu ý, mỗi bài toán đều đang chứa các tập hợp và các số phần tử của tập hợp đấy đấy. Đúng chưa? Đây có phải là cái mới đối với các bạn không? Nha. Yeah. Tiếp, khi chúng ta tiến hành phân tích đề bài thì hãy chỉ ra những cái điểm mới như thế này. Phân tích cái đề bài đấy thành các câu đã. Trong mỗi câu đấy thì đang đề cập với những tập hợp nào. Tìm mối quan hệ giữa các tập hợp. Tiếp tục. Mỗi tập hợp thì nó có các số phần tử của nó. Đúng không? Hãy tìm mối quan hệ giữa các số này. Rất quan trọng về mối quan hệ giữa các tập hợp và mối quan hệ giữa các số. Rất quan trọng để hiểu, để đến với được lời giải, phải dựa trên mối quan hệ. Và mối quan hệ này ta gọi là các phép toán đấy. Vậy về bản chất trẻ em cần phải học chắc các phép toán. Thầy nói là phép toán chứ không phải phép tính. Đúng không? Cộng trừ thành thạo đến mấy, nhưng chỗ này không có tư duy phép toán cũng đứt. Cộng trừ thành thạo đến mấy nó chỉ có phần mỗi cái chỗ tính đấy, các bạn hiểu không? Nhưng bây giờ làm nào để ra cái phép tính nhá? Nó là câu chuyện cần phải hiểu phép toán, tức là hiểu mối quan hệ giữa các tập hợp và mối quan hệ giữa các số. Thế nên học không hiểu bản chất thì vất vả lắm, tốn nhiều thời gian lắm. Tiếp cái lưu ý thứ ba là hãy sử dụng hình vẽ, sơ đồ, ký hiệu trong quá trình phân tích để giúp ta hiểu rõ hơn bài toán. Đấy, giải một bài nó học ở đây là học về cái phương pháp hành động. Phương pháp hành động suy nghĩ, chứ không phải là nhoáng nhoàng để ra được kết quả đâu. Mà học được cái phương pháp hành động này thì giống như chúng ta học được phương pháp giải phương trình bậc 2 thì chúng ta giải được vô số các phương trình bậc 2. Được chưa? Rồi, đấy, lấy mẫu bài toán vật liệu dễ sơi đấy, nhưng để rút ra cái lõi đó chính là các hành động giải toán. Thì bây giờ sử dụng 4 cái hành động này để áp dụng làm bài toán số 2 và bài toán số 3 nha. Nào, bây giờ các em làm từng bước bài toán số 2. Rồi bắt đầu đi các bạn. Mồm nói thì tay thì làm đi. Nhìn lại phần đã được ghi chép, bắt đầu làm lần lượt từng tự. Bạn nào xung phong dẫn dắt, tự mình đặt ra cái câu hỏi ấy, đặt ra câu hỏi, nói to lên
để cho mình trả lời và các bạn khác cùng trả lời. Đấy, câu hỏi thì nó hay câu lệnh nó đang theo các cái hành động mà như thầy đã hướng dẫn các bạn rồi. Nào, ai xung phong nào? Ai xung phong dẫn dắt? Ai càng nói thì càng có lợi. Em thưa thầy, em ạ. Rồi, bắt đầu. Đã ta có tập hợp thứ nhất là số kg của bao gạo thứ nhất ạ. Tập hợp thứ hai là số kg của bao gạo thứ hai ạ. Tập hợp thứ ba là số kg của cả hai bao gạo. Không, không, đừng nhảy cóc như thế, làm quen nữa. Đầu tiên, coi cả một cái đề bài như này, diễn thành một cái đoạn văn như này, được chưa? Là một hệ thống. Rồi. Đọc đề bài to lên. Có hai bao gạo, bao thứ nhất nặng 42,6 kg, bao thứ hai nặng 14,5 kg. Hỏi hai bao nặng bao nhiêu kg ạ? Rồi, đề bài này coi như là một hệ thống. Em hãy phân tích thành các câu, các bộ phận, các câu. Dạ. Thế các bạn gạch ngay trên cái tờ giấy của mình, quanh từng câu một ta, đánh dấu nó vào. Câu thứ nhất là bao thứ nhất nặng 42,6 kg ạ. Câu thứ hai là bao thứ hai nặng 14,5 kg ạ. Có phải không? Hay là cả cái đoạn đấy đến dấu chấm kia là một câu? Cả cái đoạn đấy là một câu ạ. Ờ. Câu thứ hai là hỏi hai bao nặng bao nhiêu kg ạ? Ừ. Cô này có Thủy dạy tiếng Việt đi kìa. Cô đang ngồi đấy, cô xem phân tích câu ấy. Toàn không? Hả? Bây giờ người học luôn tư duy hệ thống đấy, không phải đùa đâu. Trong với giả sử cái đề bài nó chuẩn như thế thì có nghĩa là từ đầu đến từ đoạn có hai bao gạo đến số 14,5 kg chấm, đấy là hết một câu, đúng không? Câu thứ hai là hỏi hai bao nặng bao nhiêu kg, đấy là cái câu thứ hai, đúng chưa? Các bạn cần phải từ đầu, ngay từ đầu là làm chậm rãi cho học sinh nó tư duy rất là rõ ràng như thế. Rồi, ok. Tiếp. Sang thao tác 2 của hành động 1 đó là gì? Là phép tập hợp ạ. Super xoay từng câu một. Kỹ vào. Mỗi câu đang đề cập tới những tập hợp nào? Vẽ hình ra. Tất cả các bạn đều vẽ đi. Vẽ xuống giấy ấy. Đang bút chì thôi để chỉnh sửa cho dễ. Mồm nói. Chỗ này cẩn thận không bị nhầm đấy nhá. Nào, phân tích xem nào. Thầy hỏi này. Hai bao gạo. Bao thứ nhất có phải là một tập hợp không? Có ạ. Bao thứ hai có phải là một tập hợp không? Có ạ. Bao thứ hai. Có phải không? Có đúng không? Cả hai bao có phải là một tập hợp không? Có phải không? To và hai tập hợp nhỏ. Đúng không? Đúng không ạ? Đây là các tập hợp rồi. Nhưng lại có cái thứ này nữa này. Này. Khối lượng của bao thứ nhất có phải là tập hợp không?
Khối lượng không? Nó có bằng. Có. Nó có là không? Đấy, thế thì như thầy thầy mới lưu ý các bạn là trong trường tiểu học trẻ em đang học hai loại tập hợp đấy. Tập hợp các vật rời và tập để hợp liên tục. Số đo. Tập hợp liên tục có phải không? Tập hợp liên tục ta còn gọi là các đại lượng đấy. Khối lượng của các vật chính là đại lượng đấy. Nó là tập hợp liên tục đấy. Thì chưa? Nên phải hiểu rõ chỗ này cho thầy, đó là khối lượng của vật chính là tập hợp đấy nha. Thế nhưng mà ngôn ngữ ở nhà trường đang không rõ ràng như thế này. Không rõ. Trẻ em nó còn không không phân biệt được giữa khối lượng của vật với cả vật cơ. Và chúng ta thực ra chúng ta đang quan tâm tới tập hợp là khối lượng của bao thứ nhất, khối lượng của vật thứ nhất đấy, khối lượng của vật thứ hai đấy nhá, và khối lượng của cả hai vật đấy. Đấy. Nhớ lưu ý như vậy đấy nhá. Vậy chúng ta có tập hợp thứ nhất, tập hợp liên tục chính là đại lượng, khối lượng, đại lượng, khối lượng của bao một, ghi rõ ra đấy là tập hợp. Được chưa? Tiếp, đại lượng khối lượng của bao hai. Khối lượng bao một, khối lượng bao hai. Được chưa? Đó là đại lượng khối lượng hợp hợp của hai bao. Của hai bao. Hai bao là hợp. Ngày tối mai là y. Rồi mối quan hệ giữa chúng là gì? Mối quan hệ giữa ba cái tập hợp này là gì? Cũng là gì thôi? Cũng là mối quan hệ hợp, phép toán hợp, đúng không? Đấy, nhớ. Vậy các em vẽ nó ra. Vẽ. Rồi, tiếp theo này, sang số này. Số thì chỗ này hơi khác tí này. Khối lượng của bao thứ nhất nhờ phép đo. Phép đo đấy lấy thước đo. Lấy thước đo là kg đem đo cái khối lượng của bao thứ nhất thì được số đo là 42,6. Đơn vị đo là kg. Được chưa? May cho các bạn là phần đại lượng thứ năm này mới bắt đầu học đấy. Nghe bạn nào thì tối thứ năm mà vào mà nghe để cho nó thủng ấy. Đo nó khác nhau. Nghe lại chứ. Khối lượng của bao thứ nhất nhá, đấy là một đại lượng. Đại lượng này được đo bằng phép đo. Phép đo đấy là như sau. Lấy cái thước đo là thước mét. Là thước kg. Được chưa? Lấy thước đo đấy, ta gọi là đơn vị đo. Để đem đo cái khối lượng của bao thứ nhất. Đúng không? Thì kết quả được số đo là 42,6. Vậy là 42,6
ta gọi là số đo của khối lượng bao thứ nhất. Đơn vị là kg. Đơn vị đo là kg. Được chưa? Tiếp. 14,5 là số đo của khối lượng bao thứ hai với đơn vị đo là kg. Tập hợp hợp khối lượng của tập hợp hợp nhé, khối lượng chưa biết đúng không, số đo chưa biết nhưng đơn vị đo sẽ phải là kg. Được chưa? Hiểu chưa? Vậy thì bản chất ở đây vẫn là gì? Với tập hợp thì vẫn là phép toán hợp, đúng không? Với số đo này là dạng số thập phân. Biểu diễn số đo dưới dạng số thập phân. Đúng không? Nhưng mối quan hệ giữa các số này vẫn là mối quan hệ gì nào? Phép toán gì đây? Cộng chứ cái gì nữa? Hiểu không? Nhìn lại cái sơ đồ. Vật liệu hai số. Bây giờ là hai số thập phân. Được chưa? Đấy. Bằng quy tắc gộp lại, tức là phép toán cộng, ta được kết quả là một số, đúng không? Một số. Đây là hai số đo gộp lại được một số, phép toán cộng, ta gọi đây là A và B. Khối lượng, số đo của khối lượng, số đo đấy là số A, số đo đấy là số B, gộp lại thì được số C. Vậy biểu diễn mối quan hệ đó bằng đẳng thức ngôn ngữ chuẩn xác A cộng B bằng C. Đọc cái này, có phải có ba số này, A, B, C, đúng không? Mối quan hệ giữa chúng là phép toán cộng, đúng không? Đấy. Rồi, thế biết cái gì đây rồi? Biết khối lượng của bao thứ nhất, biết khối lượng của bao thứ hai, đúng không? Biết bộ phận 1, biết bộ phận 2. Tìm toàn thể. Vậy là toàn thể bằng bộ phận 1 cộng bộ phận 2. Đúng không? Vậy nó vẫn quay quanh. Nếu biết 2 trong số 3 số và biết mối quan hệ giữa ba số thì bao giờ cũng tìm được số thứ ba. Vẫn là lời giải chuẩn đấy, đúng không? Các em có thấy thế không? Các em có thấy lời giải nó vẫn là mô hình lời giải, nó vẫn giống với mô hình lời giải của bài toán trước không? Vậy là hai bài toán này nó chỉ khác nhau về vật liệu thôi, còn mô hình lời giải nó giống nhau. Mô hình lời giải nó vẫn giống nhau đấy nha. Các bạn hiểu chưa?
nên người ta phân loại theo mô hình lời giải, được chưa? Phân loại bài toán theo mô hình lời giải. Hai thằng này có mô hình lời giải giống nhau thì chúng cùng một loại. Vấn đề là phải dạy cho trẻ chiếm lĩnh được cái mô hình lời giải này ai. Các bạn ạ. Rồi đến đây thì dễ dàng rồi. Chúng ta lấy hai cái số đo đấy cộng lại thì được cái số đo thứ ba, chính là cái cần tìm. Đúng chưa các bạn? Rồi. Rồi bài 3 để dành tự về nhà làm nhé. Tự về nhà làm. Ghi bài 3 lại. Ai bảo thầy nói lại cái câu vừa nói là cái câu gì? Thầy nói một đống không biết là nói lại câu gì. Dạ em muốn hỏi thầy, thế là lúc là tập hợp khối lượng của hai bao sẽ là đơn vị là kg ấy ạ. Các bạn để em nghe chưa hết đấy ạ. Tập hợp hợp khối lượng của hai bao sẽ có đơn vị là kg. Khối lượng. Khối lượng đã. Chúng ta đang nói đến khối lượng. Được chưa? Khối lượng của gì? Của hai bao. Nhá. Khối lượng của hai bao đấy. Có số đo là bao nhiêu? Với đơn vị đo là kg. Con số đo là... Được chưa? Nói tới khối lượng, nói đến chiều dài. Khi chúng ta đo thì chúng ta được số đo. Nha. Nên bản thân cái mà ta nói đến 42,6 kg thì phải diễn giải trong đầu như này này. Có một khối lượng của bao thứ nhất. Đấy là một khối lượng đã nha. Bây giờ đem đo nó bằng thước đo. Thước đo ta còn gọi đơn vị đo là kg thì được kết quả là số đo 42,6. Bốn số đo đấy là được ghi bằng 42,6. Ghi này là ghi dưới dạng chữ số thập phân nhá. Đấy chúng ta phải nói bằng lời như thế, nên các bạn phải học về phép đo vào, học phép đo thứ năm, nếu bắt đầu tối thứ năm này và tối thứ năm tuần sau ấy nhá, bỏ qua là lại con như con gà mờ đấy, nhưng mà ngôn ngữ nó không chính xác đâu. Học nghĩa là như thế. Rồi ghi lại bài số 3 nhá. Bài số 3 này các bạn tự làm bài số 3 này nha. Rồi thế thì chúng ta bàn thảo một chút với nhau này. Vậy giả sử giải được một loạt các bài toán này. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thêm quay lại. Theo các bạn, cái quan trọng cần học là gì ở đây? Một, chúng ta đi học để chúng ta chiếm lĩnh được lời giải cho một lớp hay một phổ các bài toán. Có đúng không các bạn? Chúng ta cần lĩnh hội cái lời giải cho một phổ các bài toán. Hiểu có vô số các phương trình bậc 2. Chúng ta cần lĩnh hội cái gì? Cái cách giải của phương trình bậc 2 đấy. Đúng không? Thì lời giải cho cái phổ bài toán này đã biết rồi, ta gọi đấy là giải pháp chuẩn, lời giải chuẩn. Và lời giải chuẩn này thường được biểu diễn dưới cái câu nếu thì, nếu biết hai trong số ba số và mối quan hệ giữa chúng
thì tìm được số thứ ba. Đúng không? Đấy, chúng ta cần quan trọng cái chỗ nếu thì này này. Đấy là lời giải, ta gọi là lời giải chuẩn hay giải pháp chuẩn. Được nha. Vậy có một lưu ý với các bạn. Ngày nay chúng ta và đặc biệt học sinh của ta, trẻ con của chúng ta 15 năm nữa nó bước vào đời. 15 năm nữa nó bắt đầu nó phải học, phải gia nhập vào, đối mặt với một sự lựa chọn có rất nhiều ngành nghề khác nhau. Nếu nó bước vào đời, nó nhiều khi nó vừa mới vào cái nghề này, nó lại phải chuyển sang cái loại nghề khác. Tức là nó phải bước chân luôn luôn đối mặt vào lĩnh vực mới mẻ. Xã hội nó càng thay đổi nhanh chóng thì con người càng dễ phải đối mặt với việc là mình phải thay đổi. Thay đổi đây là thay đổi kinh khủng lắm, 360 độ. Có nghĩa là mình phải chuyển sang một lĩnh vực hoàn toàn mới ngay. Vậy đối mặt với tình cảnh như thế thì chúng ta cần phải có gì? Cần phải có khả năng thích nghi nhanh chóng. Đúng không bạn? Mà thích nghi nhanh chóng thì cụ thể con đường ngắn nhất để thích nghi nhanh chóng đó là người ta phải nhanh chóng phát hiện ra được những giải pháp chuẩn, ta còn gọi là những quy luật thuộc cái lĩnh vực mà mình đang phải gia nhập vào. Và như vậy, nếu như những quy luật, những giải pháp chuẩn này được biểu diễn dưới cái công thức nếu thì mối quan hệ nhân quả này, vậy thì chúng ta cần phải nhanh chóng phát hiện ra được một loạt các mối quan hệ nhân quả của lĩnh vực mới, thì lúc đó chúng ta sẽ dễ dàng gia nhập vào cái lĩnh vực đó hơn. Đấy, thầy chia sẻ với các bạn lưu ý như vậy. Ta đang làm giáo viên nhưng của hệ thống sư phạm cũ. Bây giờ chúng ta bảo, nó bảo, người ta bảo bây giờ chuẩn bị phải thay đổi rồi, thay đổi sang hệ thống sư phạm mới, thì chúng ta cần phải nhanh chóng biết được hệ thống sư phạm mới đấy nó có những giải pháp chuẩn gì, nó có những cái quy luật dạng nếu thì gì, mối quan hệ nhân quả gì. Chúng ta nắm bắt được nó thì chúng ta sẽ nhanh chóng dễ dàng tham gia, đúng không? Còn nếu không biết thì rõ ràng là chúng ta sẽ khó thích nghi. Đó. Vậy là cái quan trọng đầu tiên là chúng ta cần phải nắm bắt được một loạt các cái lời giải cho lớp bài toán cụ thể, chứ không phải là cho một hai bài toán. Đấy, tức là chúng ta phải lĩnh hội được những giải pháp chuẩn. Nhưng cái thứ hai là còn quan trọng hơn cơ. Quan trọng hơn, được đánh giá là quan trọng hơn, đó là cách. Cách ở đây chính là phương pháp hành động để tìm ra được các giải pháp chuẩn cơ. Đấy, cách để tìm ra, cách để làm ra các giải pháp chuẩn cơ. Nó càng đúng đối với người học. Người học là trẻ em. Vì sao cách lại cần phải được quan trọng? Ngày xưa các cụ bảo là đừng cho trẻ, đừng cho con những con cá, mà hãy cho nó cái cần câu. Câu nói đấy là câu nói về cho nó cái cách câu, thì nó vẫn đúng. Bây giờ thay vì con cá, chúng ta coi các con cá là những lời giải pháp chuẩn, thì cách để làm ra giải pháp chuẩn, cách để tìm ra giải pháp chuẩn còn quan trọng hơn. Bởi vì sao? Bởi vì giáo dục có một cái mâu thuẫn trong lĩnh hội, trong chiếm lĩnh, đó là người học cần phải học một số lượng lớn các bài toán chuẩn
trong quá trình giáo dục để chuẩn bị cho công cuộc bước vào nhiều lĩnh vực khác nhau, đúng không? Nó phải học rất nhiều lĩnh vực, nó phải có thể gia nhập vào rất nhiều lĩnh vực. Thế nên do đó cần phải học được rất nhiều các giải pháp chuẩn. Có phải không? Càng nhiều càng tốt, đúng không? Nhưng thời gian lại chỉ có hạn. Vậy chúng ta có vế thứ hai. Trẻ hay học sinh lại phải cần học một số lượng ít các bài toán chuẩn thôi để không bị quá tải, để không bị mất thời gian. Vậy chúng ta có mâu thuẫn giữa học nhiều và học ít này, đúng không? Vậy giải pháp ở đây là học lấy cái cách chứ không phải ăn sẵn các giải pháp. Nếu như có vô số các bài toán về bản chất chúng giống nhau, vậy thì tôi học lấy cái cách để tìm ra lời giải của nó. Đấy là tôi sẽ giải quyết được mâu thuẫn. Đúng không ạ? Thế. Vậy thì bài toán có lời văn, cách phân tích đề để hiểu cái loại bài toán đó cũng là thứ cần thiết phải học. Cách để xây dựng ra được cái mô hình lời giải là cái quan trọng cần phải học, chứ không phải là cái đáp án mà người ta coi trọng cái đáp án đó bằng mọi giá, bằng kể cả mẹo, không được, đúng không ạ? Đó, thế thì truyền tải với các bạn hai cái ý như vậy để chốt lại trong cái buổi đầu tiên của ngày hôm nay. Về nhà các bạn làm bài số 3, được chưa? Và khuyến nghị các bạn chăm chỉ thì suy nghĩ trước cái bài tập này cho thầy này, giải trước đi bằng 4 cái hành động cho cái bài tập sau. Viết sẵn vào vở để phân tích. Rồi. Thế về tự đánh máy lại quy trình của 4 cái hành động nhé. Trong 4 hành động đấy gồm có những câu lệnh, những câu hỏi dẫn dắt gì, đánh nó ra. Các em có thể in sẵn nó, sau này cho học sinh nó làm bài ấy, cứ cầm cái đấy mà dò theo đã. Ban đầu cầm theo mà dò, coi như đấy nó là người dẫn dắt, đúng không? Sau đó chuyển hóa thành vào đầu, tự nhớ những cái lời dẫn dắt đấy để mà làm việc với các bài toán, được chưa? Đấy, thế là nó nắm bắt được phương thức hành động, ta còn gọi là thuật toán hành động, kiến thức về thuật toán hành động nhá, là thứ kiến thức thuộc về cách, kiến thức rất cần thiết. Ok chưa? Yeah. Yeah. Rồi, buổi học của chúng ta có thể dừng ở đây. Còn có bạn nào cần hỏi gì chúng ta hỏi, còn bạn nào đi buồn ngủ rồi thì đi ngủ nhé. Yeah. Vâng, biết ơn thầy ạ. Toán này mà dạy con nhà em học đến lớp 3 rồi mà cái toán dạo toán này, em cứ giảng đi giảng lại nó vẫn không hiểu. Ôi mà em mà sợ phát.
Thế thì hùng cũng luôn. thế cũng không phải lo lắng lắm bởi vì đại đa số trẻ em vẫn thế. Vẫn cung luôn đấy ạ. Lớp 3 thì lớp 4, lớp 5 vẫn thế. Không hiểu tại sao giáo viên hướng dẫn đã đặt công thức như này, thế xong rồi là bạn đã quên mất chán thôi gì mà giải thích các kiểu, mà đúng là nói chung là không hiểu bản chất đấy, giải thích như thế là không hiểu bản chất. Không hiểu thì nó cũng không khó nhớ mà, chỉ có một số đứa nó nhớ tốt. Nó nhớ tốt đấy là cộng cộng với cả chăm chỉ làm cơ thì Và đúng rồi, chăm chỉ làm, còn không là thôi luôn đấy ạ. Không thể nào mà phân tích được một đề bài luôn, nó bạn gọi là đấy là cái nhược điểm của cái phương pháp dạy hiện nay nó thế. Không cung cấp đủ cho trẻ phương tiện. Rồi, thế nếu không có chúng ta không có câu hỏi gì thì chúng ta ở đây nhá. Các bạn Em nhá. chào thầy ạ, em cảm ơn thầy ạ. Các bạn.